cho tôi hỏi một tí. Lại chưa có luyến đúng không? À, mọi người cứ rối rít lên, làm như là thằng này có lỗi ấy. Hỏi ai thì không hỏi, cứ nhào nhào hỏi thằng bốc vác này, biết thì mà nói. Thì cũng tại tôi lo cho nó quá, mà không biết phải làm thế nào. Lên công an mà hỏi. Thì tôi cũng lên rồi, nhưng công an có cho gặp nó đâu. Thì không gặp nó thì hỏi công an ấy. Công an họ trả lời là đang điều tra, giờ chờ kết quả giám định. Thế là cũng không biết gì. Thế tức là cũng không hơn gì thằng này, đúng không? Thế thì tôi mới phải hỏi anh. Bây giờ mà muốn cứu con Luyến ấy thì phải bịt mõm vợ chồng thằng Nhật lại. Anh Lưu này, thằng Nhật nó là hàng xóm của nhà anh. Hay anh giúp tôi gặp vợ chồng nó để xem là thương lượng đền bù thế nào, có được không ạ? Đền bù á? Vâng. Chưa biết trắng đen phải trái như thế nào, bây giờ mà ai cũng đòi đền bù. Hết bà Tình rồi đến chị. Cái nhà này nó được cả vợ lẫn chồng, đền bao nhiêu cho nó xuể. Bây giờ mà muốn cứu con Luyến ấy, sao ạ? Thì chỉ có cách phải tìm ra bằng chứng là thằng Nhật nó cũng có tội. Mà đấy, như sáng nay ấy, tôi đến, tôi nói lý với con vợ nó. À, con vợ nó vênh mặt lên, nó bảo nó sẽ theo cái vụ này đến cùng. Chết. Nó sẽ đẩy con Luyến vào tù bọt gông. Thế cho nên mình phải có bằng chứng. Mà cái con Luyến lươn này nữa, cái thằng Nhật ấy nó có ra cái vẹo gì đâu mà lại đi tù vì nó. Đúng là hết nước chấm thật. Cái con này tính nó cũng nhả nhớt lắm cơ. Giờ lại nghe mọi người đồn thổi, tôi không biết phải làm thế nào. Thì thế, càng cần phải có bằng chứng. Cô ơi, cô, chú uống được sữa rồi hả cô? Chú không muốn ăn cháo không? Thì để tôi nấu cho mang vào. Cô ơi, cô cầm giúp tôi với. Chú muốn ăn gì, cô bồi dưỡng cho chú. Ôi giời ơi, có được vài cái đồng tiền mà cứ đưa đi đưa lại như thế này, không biết ngại, không biết ngượng à. Cầm lấy, nhà tôi không cần tiền. Cô ơi, chuyện thế này thì cũng có ai muốn thế đâu. Cái Luyến nhà tôi nó khổ quá, vất vả thành ra nhiều lúc nóng tính, làm gì không biết nghĩ trước nghĩ sau.